Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Tú Phan. Thì trên trang web là phankimtu.com. Thì video trước tôi hướng dẫn các bạn tới tạm ngưng tới cái chỗ này. Chúng ta đã làm xong được những cái đối tượng này 3D rồi ha. Bốn đối tượng 3D rồi. Thì video này chúng ta sẽ lấy tiếp tục làm cho những đối tượng nó dạng nó chuyển động như thế này ha. Nghĩa là những đối tượng nó sẽ dạng nó sẽ là rớt từ trên xuống và nó sẽ chuyển động như thế này. Đây. Và những đối tượng nó sẽ rớt từ trên xuống và nó khi nó rớt thì mình nhìn kỹ những đối tượng này nó rớt nó không có đồng đều với nhau ha. Thì chúng ta sẽ làm cho đối tượng nó chuyển động bằng những cái hiệu ứng effector trong đây thì cũng tôi nói đơn giản thôi. Rồi thì đây là cái file Cinema 4D. Những cái file Cinema 4D tôi đã để bên phía dưới cái video trong phần mô tả đó, nếu bạn nào chưa làm được thì có thể lên tải về ha, trong phần comment của phía dưới cái video trên YouTube này. Tôi để những cái file Cinema 4D làm sẵn rồi, bạn nào chưa làm được thì là tải về. Thì đây nè, cái file mà tôi đang làm dễ dàng đây, bốn đối tượng này. Quên nữa, chúng ta làm một cái lệnh, quên nữa, sử dụng cái lệnh Loaner nữa ha, Loaner nữa. Rồi nhắc lại cái lệnh Loaner như tôi hướng dẫn các bạn trong phần lý thuyết như là chưa vậy. Rồi tôi sẵn đây tôi làm luôn. Lệnh Loaner là cái lệnh sao chép thôi, nhân đôi đối tượng ta, làm rất là đơn giản này, là như thế này. Rồi tôi làm thử cho bạn xem ha. Cái lệnh loaner là cái lệnh trong đây nè. Nó làm đâu ta? Hình như là more wrap. Ok, more wrap. Trong menu more wrap đây, loaner đây. Rồi tạm. Loaner. Lệnh loaner thì đầu tiên thì tôi sẽ tạm ẩn những đối tượng kia đi. Tôi chờ một đối tượng thôi. Ta cho làm con của đối tượng loaner này. Rồi. Thì bạn thấy nó ẩn mà vẫn còn cái đường path nè. Thì chúng ta không có ẩn được kiểu này. Chúng ta ẩn bằng cái cách là chúng ta sẽ tắt một cái vòng tròn đỏ trên đây ha. Đó. Cách này cũng được, hoặc là bạn chọn đối tượng, bạn chọn vào trong cái phần mà passive nè, chọn bỏ chọn cái dòng mà visible in editor ha, mặc định là default, bạn chọn cho tôi chữ up thì nó cũng là cái cũng là tích vòng tròn đỏ thôi ha. Đó là bạn tạm ẩn cái một đối tượng luôn ha, trong khi chúng ta thực hiện cái việc editor là chỉnh sửa, render là chuyện khác nữa ha. Những cái phần này lý thuyết tôi nói rồi. Rồi thì tôi chỉ chừa một cái đối tượng là cái hình màu trắng này thôi. Ta sẽ lôi nó về trong cái đối tượng loaner này. Thì cái hiệu ứng loaner thì nó sẽ là nhân đôi đối tượng ta ra, nó nhân ra làm ba cái đó, nhưng mà do nó nằm chồng lên nhau nên bạn chưa thấy đâu. Tôi sẽ cho nó làm giãn một tí. Nó nhân lên ba đối tượng nè, thấy chưa? Đây là số 3 nè, bạn hãy kéo đây để tăng lên nhiều đối tượng tùy các bạn, thấy chưa? Đó. Mặc định nó đang theo dạng mà thẳng đứng ha, nhân đôi theo dạng giờ thẳng đứng. Tôi tăng theo cái trục trục y cho các bạn thấy là nó đã nhân 3 lên nè, nhân lên nhiều đó, nhân lên 7 đối tượng đó ha. Trục y thì do cái màn hình nó hơi không được theo cái hướng đó, tôi cho nó theo cái trục x đi. Đây tôi sẽ thay đổi theo cái trục x cho bạn thấy. Rồi bạn thấy chưa, dễ nhìn hơn rồi ha, như thế này. Tăng lên, thấy chưa? Tôi đã thực hiện xong cái việc sao chép một cái đối tượng lên 7 lần ha, theo cái trục x đó ha, theo trục x như thế này đó. Nó là cái công dụng là loaner. Loaner thì nó là sao chép như thế này, là bạn nhìn kỹ ha, nó có nhiều cái chế độ mod lắm, tôi nói trong phần lý thuyết rồi tôi không nhắc lại nữa. Mod nè, dạng liner đường thẳng là dạng radio là dạng đường tròn, dạng homecomb này, array là dạng hình này, hình thoi, hình tứ giác gì đó. Còn cái grid array là cái dạng dạng hình hợp như là cái khối aerobic, hình hợp là cái khối aerobic chúng ta vậy ha. Nó là như thế này, hình hợp có nhiều lắm. Ta sẽ tăng lên như thế này, bạn thấy chưa, hình hợp như thế này là gọi hình hợp nè. Đại khái là nó sẽ theo ba hướng x, y, z luôn, ba trục luôn, thấy chưa? Nó sẽ như thế này đó, như thế này hình hợp nè. Hồi nãy là chỉ theo một cái hướng thôi đúng không, giờ ta theo ba hướng luôn đó. Rồi ta sẽ làm ha, tương đối đơn giản thôi. Rồi quay lại chúng ta, tôi cho này cái dạng liner đi, thấy chưa, liner như thế này đó. Hiện tại đang là 7 đối tượng đúng không, ta sẽ cho nó là 10 đối tượng, sao chép ra là 10. Rồi ok ha, từ 10 đối tượng thì nó đang sao chép theo cái trục x. Trục x ha. Trục x đây như thế này. Thì tôi sẽ cho nó thêm lo thêm một đối tượng này vào nữa. Rồi bạn thấy chưa? Thì nó sẽ là thêm một đối tượng nữa. Rồi bây giờ ta sẽ lo đối tượng này sao nó bị lệch ta ha. Sao nó bị lệch ta, Ctrl Z quay lại coi. Do ba đối tượng này nó không nằm đúng cái vị trí, nó không nằm đúng cái vị trí. Rồi tôi cho hiện đối tượng lên đi. Rồi những đối tượng này đúng ra ta sẽ cho nó nằm đúng cái vị trí thì nó
hình như là nó nằm sai vị trí thì nó ảnh hưởng đến việc hiện cái việc loaner ha, tôi nhớ không lầm là gì. Bạn đợi tôi một tí ha. Thì thông thường nếu ta làm thì ta thường hay bị lỗi nhiều thứ, thì lỗi thì chúng ta thực hiện cái việc chỉnh sửa thôi. Nó thường bị lệch theo cái trục anh thấy chưa, ba đối tượng nó nằm không có được trùng với nhau. Rồi đại khái là vậy đi, do tâm những đối tượng này nó khác nhau. Rồi cái việc liner này á, thì ta đang chọn, đầu tiên bạn chú ý cho tôi là ta đang chọn chế độ mode là liner ha, là chế độ đường thẳng. Copy là count là dạng 10 lần, số lượng là 10. Rồi ta sẽ cho nó thay đổi theo cái hướng nào đó tùy chúng ta. Giả sử như tôi sẽ cho nó thực hiện theo cái hướng là, thôi tao không liner đi, tao dạng grid đi. Dạng grid như thế này đi ha, dạng hình hộp như tôi vừa nói các bạn á. Dạng hình hộp đi, thấy chưa? Dạng hình hộp như thế này. Dạng hình hộp này thì tôi chỉ cho nó theo hai trục thôi, trục x và trục y thôi, trục không có để trục z. Cái này số lượng trục z tôi không cho copy thì tôi nhấn 1 ha. Số lượng là 3 này tôi cho tăng lên là 10 đi. 10 theo trục x và 10 theo trục y ha, là 10 x 10 là 100. 100 thì nó nhiều, sẽ tôi cho 5 đi, 5 năm 25 đối tượng thôi ha. Phép nhân đây, 5 năm đối tượng và cho cái vị trí thì nó hơi giãn ra tí. Lít vào đây. Thằng lít vào đây cho nó giãn cái đối tượng ta ra. Lít vào đây cho nó giãn đối tượng ta ra theo trục x và trục y ha. Còn trục z thì tôi đã cho nó bằng 1 rồi, số lượng nhân đôi bằng 1 ở đây nè, ha, 1 đây rồi. Rồi. Nếu bạn cảm thấy ít á, thì bạn có thể là nhân số lượng lên. Giả sử đây là 5, 10 đi. À, đây cũng 10 đi. Thấy chưa? Nhân lên thì bạn phải kéo cái này nó giãn ra một tí. Do những đối tượng ta hơi lớn nó bị chồng lên nhau. Ha? Bị chồng lên nhau. Nhìn nó không được hợp lý cho mấy. Bạn cứ kéo những số này nó lớn lên. Làm ví dụ các bạn mà ha. Kéo lớn lên như thế này. Rồi bạn thấy chưa? Ta được những cái đối tượng như thế này. Ha? Đối tượng như thế này. Rồi bạn thấy là cho tăng lên một tí nữa, theo trục x thì là chiều ngang, trục y là chiều dọc ha. Nó y là màu xanh lá cây, x là màu đỏ, z là màu xanh dương. Rồi tôi đang nói cái màu của hai trục tọa độ ha. Rồi thì chúng ta sẽ được như thế này. Rồi ta sẽ, đó là chúng ta thực hiện áp dụng như cái việc loaner là sao chép ha. Giờ chúng ta sẽ làm cho cái đối tượng ta chuyển động bằng những cái lệnh effector. Effector là những cái hiệu ứng tác động. Thì lệnh effector là nằm trong đâu thì bạn sẽ thấy là trong trong đây nè, trong MoRap luôn, hay trong menu MoRap thì đây nó sẽ có chữ effector ha. Trong đây thì những có rất là nhiều lệnh, nhưng mà lệnh mà đầu tiên tôi nói các bạn là lệnh random. Random là chuyển động tùy ý. Đây lệnh random, thấy chưa? Đó. Thì cái để áp dụng cái lệnh random vô cái loaner này á, thì bạn chọn lệnh loaner, sao bạn thấy ở đây nó sẽ có tab effector ha. Effector đây, mặc lệnh thì đây nó sẽ chưa có cái lệnh random đâu, delete xóa, thì bạn chọn effector, sau đó bạn lít vào cái random bằng loa vào, thấy chưa? Thì nó sẽ áp dụng. Thành random làm cho đối tượng ta nó di chuyển ngẫu nhiên thôi. Di chuyển hoặc là xoay hoặc là thay đổi tỷ lệ gì đó tùy theo bạn tùy chỉnh. Rồi, thì bạn sẽ thấy là, thấy chưa? Đối tượng ta nó hơi di chuyển một tí đó. Thấy chưa? Random là di chuyển. Giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh cái lệnh random nè, lệnh random đây, di chuyển xuống đây. Thì lệnh random thì đầu tiên thì những cái lệnh effector này, đầu tiên chúng ta sẽ xác định cái phạm vi nó chịu ảnh hưởng ha. Thì phạm vi chịu ảnh hưởng là cái tab cuối cùng là phone up đây, ha, phone up đây. Thì cái là phạm vi ảnh hưởng mặc định của phần mềm mà nó đang chọn cái chế độ là infinite. Cái chữ này đây ha, không biết tôi đọc tiếng Anh có đúng không. Đây là cái phạm vi áp dụng cho toàn bộ đối tượng ta ha. Còn người ta sẽ giới hạn cái vùng mà chịu ảnh hưởng bằng cách là những cái đối tượng hình hộp ở dưới, những cái đối tượng hình bên dưới hình hộp. Thì tôi chọn hình hộp cho bạn xem, cho bạn dễ hình dung ha. Thì cái đối tượng, cái phạm vi chịu ảnh hưởng là dạng hình hộp box nè ha. Thì cái hình hộp đang nhỏ tí như thế này nè, bạn phải lít cho nó bự ra, lít cho những cái chấm màu vàng nhìn kỹ trên màn hình đó, cho chúng ta kéo giãn tăng cái vùng mà chịu ảnh hưởng của cái việc mà chịu tác động á, chịu tác động của lệnh random á, thì nó chỉ tác động trong cái khối hợp này thôi ha. Còn nếu nãy chúng ta để chế độ infinite nè, chế độ này thì áp dụng cho toàn bộ, còn những cái dưới là theo chỉ áp dụng trong cái phạm vi hình học thôi. Nếu cái hình chúng ta có hình gì thì nó sẽ chịu tác động trong cái phạm vi cái hình đó ha. Nên tôi sẽ cố gắng cho cái phạm vi hình học nó tăng lên, nó như là nó sẽ bao quát hết những đối tượng ta bên trong thì nó mới ảnh hưởng hết những đối tượng bên trong. Rồi vậy là bạn thấy là cái phạm vi là, thấy chưa, phạm vi nó đã ảnh hưởng hết những đối tượng chúng ta ra đó, chiều này cũng gì, thấy chưa? Tất nghe tất cả những đối tượng nằm trong cái phạm vi hình học này, cái hình khối hợp này hay hình vuông gì đó thì nó sẽ chịu ảnh hưởng của lệnh random này. Là cái tab đầu tiên là cái tab phone up, tiếp theo tới cái tab mà ảnh hưởng là cái tab gì, cái tab là parameter, là cái tham số. Nó ảnh hưởng gì, nó ảnh hưởng cái gì thì ta sẽ tùy chỉnh trong ba cái thuộc tính quan trọng nhất là position, scale, là rotation ha, là vị trí, tỷ lệ và xoay. Thì
Do video này chúng ta mới tập làm quen đơn giản thôi, thì tôi chỉ hướng dẫn các bạn cái phần mà position là vị trí thôi ha. Thay đổi cái vị trí thôi, position. Mặc định thì 50 50 50, x thì z, ta sẽ cho bằng 0 hết, là nó sẽ là không thay đổi gì hết ha, như là nguyên trạng gốc á. Thì tôi sẽ cho nó thay đổi theo trục y thôi, như là thay đổi theo trục y thôi, là 300 thử đây. Enter, thấy chưa? Như là khi có lực tác động lên thì nó sẽ làm cho đối tượng này di chuyển 300, từng đối tượng một. 300 nhất thì sẽ tôi cho 1000 đi. Rồi tôi sẽ làm thử cho bạn xem nè. Tôi sẽ chọn cái lệnh random này và tôi nhấn phím tắt và chữ E để tôi di chuyển cho bạn xem nè, cho bạn hình dung ha. Nhưng bạn nào mới làm quen thì cũng hơi bỡ ngỡ lắm. Thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nè, mặc định cái những đối tượng chúng ta nó đã bình thường như thế này, nó không thay đổi gì hết. Khi tôi di chuyển cái vùng chịu ảnh hưởng lên thì những đối tượng này nó sẽ di chuyển theo trục y 1000. Di chuyển lên, di chuyển lên theo 1000. Ok. Thì bạn nhìn kỹ cái hình hộp, chúng ta sẽ có hai cái đối tượng hộp là một hình vàng, màu vàng, và cái đối tượng bên trong màu đỏ. Nhìn kỹ hai khối hộp, ta sẽ hai cái gọi là hai cái vùng phạm vi màu đỏ là chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Qua khỏi cái vùng chịu ảnh hưởng thì những đối tượng nó tự động nó sẽ dịch chuyển lại vị trí cũ của nó ha. Qua khỏi cái đối tượng hợp này nó di chuyển lên, thấy chưa? Qua khỏi thì những đối tượng nó sẽ quay về cái vị trí gốc ban đầu, rất đơn giản ha. Rồi, di chuyển ngẫu nhiên thôi theo cái khoảng cách là 1000, random đây 1000 theo cái trục y. Lưu ý ha, anh ta có thể tùy chỉnh theo cái ba trục x y z, tôi chỉ chỉnh một theo trục y. Rồi, như thế là anh ta đã hiểu rồi ha. Rồi, ok. Rồi, đó là chúng ta tùy chỉnh bên cái random để cho cái file gốc chúng ta, bạn sẽ thấy là nó sẽ di chuyển dạng dạng theo từng hàng luôn, từng hàng nó rớt xuống luôn ha. Nghe từng đối tượng một đã di chuyển ngẫu nhiên rồi, và từng một từng hàng nó sẽ rớt cùng lúc nhau. Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái lệnh đây, nữa là lệnh plan, hay lệnh plan đây. Rồi, lệnh plan này là tương tự như lệnh random thôi, nhưng mà có điều nó sẽ là thay đổi áp dụng cho nguyên một hàng, tương tự như thôi. Trong cái MoRap này nó sẽ effector nè ha, có cái lệnh đầu tiên là lệnh plan đây ha, thay đổi áp dụng theo hàng, rất là đơn giản thôi, không có khó đâu. Cũng tương tự vậy, bạn chọn lệnh loader sẽ bằng loader lệnh plan rồi vào đây. Ok. Rồi, lệnh len thì cũng tương tự vậy, thì lệnh len thì bạn sẽ tôi tạm tắt random đi ha. Rồi, lệnh plan đây, lệnh len thì bạn sẽ chỉ chỉnh cái vùng for loop này, vùng chịu ảnh hưởng, thì mặc định nó cũng là infinite, áp dụng cho toàn bộ. Chúng ta sẽ giới hạn cho nó là trong cái pod là cái hộp ha, thì nó chỉ chịu ảnh hưởng trong cái hộp tí nị như thế này thôi. Nên chúng ta sẽ tăng cái vùng chịu ảnh hưởng của nó lên bằng cách là ta lít vô, nhìn kỹ nè, có những cái chấm chấm màu vàng á, màu vàng đậm á, bạn lít và bạn lôi cái cho nó lớn ra, nhìn kỹ ha. Nhưng bạn nào mới thì nhìn cái chấm nó rất là khó, quen rồi thì bạn nhìn thấy cái chấm nó liền. Rồi, giờ chúng ta sẽ tăng thêm cái size của cái dòng màu đỏ luôn, là đây cũng có chấm màu vàng luôn nè, nhìn kỹ mới được, bạn nào mới thì hơi bị khó. Rồi, đó là ta tăng thêm cái size theo cái chiều này nữa, chiều trục xét nữa. Rồi, ok, áp dụng hết toàn bộ đối tượng ta. Rồi, thì giờ chúng ta sẽ làm gì cho cái đối tượng ta, là chúng ta sẽ cho nó thay đổi theo trục y luôn, tương tự vậy, bằng tùy chỉnh trong cái tham số là parameter của cái hiệu ứng là plan. Thì mặc định đây nó chỉ thay đổi 100 thôi, thì tôi cho tăng lên thử 1000 thử. Ok. Rồi, thì bạn tôi sẽ di chuyển cho bạn thấy điều gì xảy ra. Tôi đang thay đổi cái vị trí của cái hiệu ứng effector plan ha. Random thì tôi đã tạm tắt rồi, tôi đổi cái plan nè. Bạn thấy chưa? Khi tôi làm thì chứng đối tượng nó sẽ đổi theo trục y, nó sẽ di chuyển lên cái 1000 cm, và khi kết thúc thì nó sẽ thay đổi quay về cái vị trí gốc của nó ha. Rồi, 1000 thì thấy hơi ít, giả sử giờ tôi cho cái phần trục y này thay đổi 5000 thử. Ok, 5000, enter. Như là khi có cái vùng mà chịu ảnh hưởng này áp dụng lên thì từng đối tượng nó sẽ di chuyển lên trên 1000, xin lỗi 5000, và sau khi nó qua khỏi cái vùng chịu ảnh hưởng đó thì nó sẽ rớt xuống, quay về vị trí gốc của nó. Thấy chưa? Giống như cái video mà tôi đang hướng dẫn các bạn, cái file mà tôi đã hướng dẫn các bạn không? Thấy chưa? Đó. Rồi. Thì là ok rồi ha. Tới phần này, xin lỗi bạn. Tới phần này là các bạn đã giống như cái file tôi hướng dẫn các bạn rồi. Một là cái cho từng đối tượng di chuyển ngẫu nhiên, hai là nguyên một hàng nó rớt xuống. Rất là dễ ha. Rồi. Rồi. Giờ chúng ta sẽ làm gì đó? Chúng ta sẽ gộp hai cái đối tượng này nữa cùng lại nha, hai cái effect này nó chung chung một nhóm. Bằng cách là bạn chọn hai cái này, sau đó bạn lít chuột phải, bạn chọn cái lệnh là group gì đó. Trong đây nó sẽ có lệnh group đây nè. Tôi nhớ không làm đây. Group offset phím tắt là chữ on với chữ g ha. Alt cộng chữ g. Thấy chưa?
Thì hai đối tượng đó nó sẽ nằm trong một cái đối tượng khác tên là Nun. Nun là cái đối tượng rỗng á. Rồi, hai đối tượng này nó sẽ gặp chung, nó nằm chung một cái nhóm như thế này để chúng ta thực hiện cái việc mà dễ quản lý đây. Đó, thấy chưa? Hai đối tượng tôi cho nó nằm chồng bên nhau luôn. Rồi, thì khi tôi sẽ chọn cái lệnh Nun này, tôi thực hiện một cái là nó thay đổi cùng lúc luôn, cùng lúc hai lệnh luôn, đỡ mất thời gian khi chúng ta phải thay đổi từng lệnh một. Bạn thấy chưa? À, xin lỗi, tôi nhấn phím tắt là A đi, bỏ những cái đường viền đi, nhìn rối mắt quá. Bạn thấy chưa? Rồi, giống như tôi hướng dẫn các bạn trong cái bên kia không? Trong cái file kia nha. Rồi, thì trước khi kết thúc cái video này thì như vậy là tôi cảm thấy là được rồi. Video này cũng tương đối là dài rồi, cũng nhiều kiến thức rồi ha. Tóm lại trong video này tôi hướng dẫn bạn các bạn hai cái hiệu ứng effector, là một là cái random, hai là cái blend. Cái random là chúng ta sẽ cho đối tượng ta thay đổi ngẫu nhiên theo cái vị trí, tỷ lệ và gốc xoay ha. Và cái đó là những cái tham số trong cái parameter đây. Đây position scale là rotation và thay đổi cái phạm vi chịu ảnh hưởng là phone up đây nha, shape đây. Tương tự vậy cái làm blend cũng thay đổi như vậy, nhưng mà nó sẽ chịu ảnh hưởng như một cái hàng ngang ha. Tương tự vậy nguyên cái hàng ngang là tùy chỉnh những cái tham số như position, scale và rotation. Phone up cũng là cái vùng chịu ảnh hưởng, phạm vi ảnh hưởng. Thì mặc định nó là infinite, là cái áp dụng không giới hạn cho toàn bộ đối tượng ta, hoặc là bị chịu trong giới hạn trong một cái vùng nào đó thì chọn những hình học bên dưới. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đặt trong một cái nhóm null, là một cái group ha, nhóm này thôi. Rồi, video này cũng tương đối là dài rồi. Và video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm cái việc là đặt khóa cây nữa, đặt khóa cây cho việc chuyển động này và tạo thêm một cái camera cho nó đẹp một tí ha. Sẵn nhắc lại thêm cái phần camera luôn. Rồi, rất là đơn giản ha. Thì trước khi kết thúc video này thì tôi đang hướng dẫn các bạn là trên kênh YouTube của Tú Phan ha. Thì tôi hướng dẫn thêm nhiều cái phần mềm khác trên cái trang phankimtu.com lắm. Các bạn hãy lên đó để tìm hiểu thêm ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.